xanh ông mà. Ông chặt tre cả nhà đang tre để làm cái nhà chòi bếp để mình nấu lò củi á cả nhà. Pin. Pin ơi, pin ơi. Cái đói nữa hả? Để làm món gì? Muối chiên xả. Cũng được. Chiên xả nấu canh. Đi ăn canh bầu đi ha. Đúng rồi. Mềm luôn. Nhưng mà hạt nêm chiên úp cá chiên không giòn nha. Em thích màu vàng. Nó không giòn. Hết luôn nha. Đâu có xài gì nữa thôi. Chiên cá này có bột năng á, bỏ vô dầu tí xíu là chiên cá giòn. Để cái nào đi chợ mua được bột năng á. Nghe nói nó có đó mà giờ biết được không? Có mà có. Đó, đây là bầu nè, không biết mình nấu canh. Này cải em mình nó xào. Nó xào mì. Ăn với thịt khè. Ăn hầm nó. Bầu luộc bầu nêm nước nêm mặt nêm thì thôi ha. Nêm cái ăn chay mà. Bầu ăn gì là mình chiên cá. Mùa này khô khan quá ha. Nên là không có cá nhiều giống như mùa nước. Ngon ha. Nhốt gà trong chuồng á. Em lúa cho gà ăn ha. Hồi sáng chỉ thấy chứ nó không biết nó nhốt hay nó thả. Kéo cái đó ra rồi nó có cái
Ủa, ai thấy vú sữa á mà sáng thấy nó ăn nè. Được có mấy trái nè, vú sữa có mấy trái, vú sữa nguyên thống bệnh nó néo trên trai trên cây rồi, không ai hái rồi mà hết trơn rồi. Ừ, nãy tao nghe nó kêu mày cho gà ăn đó nha. Chung mì xôi này để mình xào mì mình ăn với thịt kìa. À chung mì nhỏ này được, chế lấy mì bự không? Thôi mì này thôi, cái kia nữa xào đi. Em dễ thương vậy, em cái gì em cũng mua. Được thì cho ra rồi nè. Cái này em mới chế trộn đâu xào nữa không? Ừ, cho nên là phải làm chín cho nó chín đâu. Chứ làm hoài chứ biết. Chưa. Chua được nhá. Được lắm. Rồi dở cái gỗ mì bỏ nó qua cái son rồi hắt bỏ cái nước rồi mình lấy cái thau mình trộn luôn. Không, lo nhẹ không hỏi. Bỏ nó nha. Bây giờ mình chọn đổ cái hành phi này qua đây mình trộn cả nhà. Mình mì thì mình không có xào, mình trụng rồi mình trộn vậy đó. Rồi chút mình xào rau cải. Rồi xong cái mình sắc thịt thì mình để lên. Đây. Ăn vậy. Mình để tới chiều mì nó cũng không sao. Chứ ai có review cái này không? Có đi. Hỏi người ta mà để cái tạt vô rồi. Xào cái rau cải này nè cả nhà thì mình mới trộn vô trong cái thau mì. Vậy thì nãy gà cải còn xanh mà xào chín quá thì cải nó đỏ. Vậy là được rồi. Nóng. Rồi này. Để chủ nhật thứ bảy chủ nhật rủ pin đi kéo lá dừa. Trời ơi mi quá trời luôn. Về cái lò này hồi này là chụp cái gì cũng được hết. Thịt thì hết cả nha.
bữa nay có làm mì xào cho nên là mời ông bà ngoại rồi con hai rồi về ăn mì. Tụi con ở nhà tụi con làm gì, có cái gì tụi con mời cái đó. Có món gì thì mời để tưởng nhớ ông bà. Phải gì mọi người ai mà ông bà cha mẹ còn sống nên cho ăn đi, để mất thì cũng chẳng có ăn uống gì được đâu, chỉ mời thôi, mời để tưởng nhớ ông bà cha mẹ. Xin mời cô chú anh chị với các bạn già ăn cơm với gia đình mình. Thì hôm nay mình làm mì xào, rồi bầu nấu canh nêm nước, rồi cà phê với cá đối chiên giòn muối xả ớt. Thì cái bữa cơm ở dưới miền quê thì chỉ có như vậy, hơi đơn giản vậy mà nó ngon. Thì thật sự ra cái mì này á, mì tươi mình mua từ Sài Gòn mình về, cái mình mua đem về đây để ăn. Ở dưới đây không biết có mì tươi không thì mình cũng không rành, mình về cái mình mua đem về để làm đồ ăn. Thì ở nhà mình ngộ lắm, mỗi người đi làm một việc hết nên nấu nướng ra rồi ai về trước thì ăn trước. Ở dưới quê chứ cũng bận biểu lắm. Mời cô chú anh chị ra thưởng thức bữa cơm quê cùng gia đình mình ha. Thì ở nhà mình bữa nào mình ăn gì thì mình chia sẻ lại với cái nấy với cô ông bà cô chú anh chị các bạn. Ở đây coi ông anh nó chặt tre để làm chòi. Ở khoảng ở đâu quá trời, cái cây bông giấy, bông giấy này cái màu này đẹp nè. Ủa nó dài vậy đó hả? Rồi phải mình buộc được mình. Gà chỗ đó. Chỗ này hả, là đứng để em qua bên kia. Để em chui qua bên kia. Quên kia em xách cây cưa lại cho thế. Cái cây cưa nhỏ, cây cưa đẳng đẳng tụi em mua đó. Nó cũng cầm tay vậy nè. Ủa hia thấy cây cưa đắng không? Không thấy đâu. Ồ cái dàn bông giấy này nó đẹp dữ thiệt. Em thích cái dàn bông giấy giống hia đó. Để em kiếm em mua một hai chậu trồng ngay cái cổng để mốt ông làm cho cái cổng ra vô á. Gì con? Gì con? Con làm gì đó vậy? Ốc hả? Ốc có trừ. Mất với ai, với Hải Đăng hả? Kìa. Đâu, để nó tôi ra coi. Cái cầu huyền thoại. Giờ bây giờ là lên thời rồi. Lên thời là lên được gạch rồi, hồi xưa là bằng lá rồi giờ lên gạch rồi. Chiếc xuồng. Cái gì con? Ốc đâu? Ốc đâu? Ốc gì em hỏi trọng á. Hả? Ủa vậy hả? Dẹp trong cái gèo được thứ nước rồi. Vậy hả? Rồi bắt em. Hả? Trong gèo đi. Vô có trứng đó, tôi không có gì kem kem trong. Vậy hả? Bắt cam là cái màu đi. Cam là trứng đó. Cam nó nhỏ rồi bắt kia rồi. Cái xuồng của ai mà bỏ vô đây vậy Tám hả? Ủa vậy hả? Hôm trước em nói với thằng Gây á, Gây để kiếm mua cái xuồng mà bỏ đặng đi xuống dưới Thái Lục Bình đi quay phim. Mà Lục Bình bự quá, trời ơi, đâu có nổi. Rồi cái thằng Gây nó nói chứ ơi, rồi đậu dưới sông người ta ăn cắp hết rồi hay sao? Người ta lụm mất đi rồi sao? Tao nói chừng nào cần quay phim ghim xuống. Rồi chừng nào hết quay phim ghim lên. Để cho mốt có xuồng này rồi bơi đi làm mình thấy. Cái còn dính. Cái dây này nó hơi nó vừa nó ngã.
đóng cái bụi tre nè cả nhà, đóng bụi tre để làm chòi. Anh chị mình đóng bụi tre để làm chòi. Già đỏ tươi luôn thấy không? Cây là đủ rồi, chắc cho bạn cái cột rồi cũng vô ta. Có cây nữa làm hàng rào cho em luôn. Thì ý là làm cái kia xong rồi làm hàng rào luôn. Để xuôi rồi đi rồi nữa mình đo bao nhiêu rồi mình mới ha. Hả? Ý là mình biết không? Dài nè, quay cái đầu. Ồ, thấy ở ngoài trước hả, tàu dừa quá trời luôn, thấy không? Sao nó à, thấy con kiều nó quăng một đống. Ốc đâu? Không có bà, ông có hai cái chậu bông giấy này đẹp nè. Ồ, ông mua này nữa hả? Trời em thích cái bông giấy ẩm thạch nè. Rồi, gieo cả trong đây luôn hả? Nhỏ qua nhé, cứ qua nhé. Tự quay xong không tự? Quay. Quay xong quay mấy cái cây lục bình này không ăn được. Mấy cây lục bình. Để cắt khúc ra rồi mới. Cắt khúc ra rồi mới chở. Em về nha. Chỗ để nó làm nhà trời. Cái lò tiếp em cái quanh đây cho anh nấu.